Hello, xin mến chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì lên cho anh em một bộ dàn máy 4 thớt cũng theo nhu cầu của một bác khách muốn tham khảo cái bộ cơ hình này anh em nhé. Và bộ cơ hình 4 thớt và cục đẩy công suất 2 kênh D2.13, một chiếc quản lý nguồn P9, một chiếc vang T10 Flute và bộ mic UBS 700. Với 4 thớt này chỉ với giá là 13.300.000 đồng, sẽ bao ship toàn quốc cho tới tất cả anh em và tặng đầy đủ dây rác anh em nhé. Ok, và thử cho anh em nghe cái chất âm trước thì sẽ giảm nhỏ nhạc lại. Thì đây là cái chất âm có cả echo, cả reverb trong đó anh em nhé. Anh em có thể thấy là alo tiếng mic nó rất là nhẹ, đúng không? Nó rất là nhẹ và tiếng echo, cái tiếng reverb thì rất là hay. Anh em có thể nghe thấy. Khi chưa cần hát thôi anh em nhé, chưa cần hát mà alo không, nó đã hay như thế này rồi, đúng không ạ? Thì khi mà anh em hát yếu, hát kém thì nó vẫn rất là lâng cho anh em được cái tiếng mic lên, đúng không ạ? Còn như anh em hát tốt thì ok rồi, anh em hát tốt thì hát không cần echo, không cần reverb đã hay rồi anh em nhé. Nhưng với những anh em hát yếu, hát kém hoặc trung bình thì anh em cần phải có tiếng echo, effect. Thì qua này nó có thể hỗ trợ cho anh em cực kỳ tốt. Và khi mà anh em mà hát cất giọng lên thì nó sẽ khác biệt hoàn toàn anh em nhé. Nó rất là lịnh giọng và với cái mic vang này nó chỉnh nó rất là dễ. Nó có delay rất right, delay riêng biệt như của vang số luôn anh em nhé. Repeat, reverb time, reverb mode. Những cái này thì em đã giới thiệu rất là chi tiết rồi. Và này thì có hai cổng cảm xúc mặt đằng sau và chỉnh xúc mặt đằng trước anh em nhé. Chỉnh xúc mặt đằng trước đầy đủ luôn. Và anh em thấy hát nói ra nó rất là nhẹ, đúng không? Lên chút nhạc cho anh em thấy là cái tiếng mic nó rất là bắt và cái tiếng echo reverb nó rất là quyền anh em nhé. 6, 7, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Gối chân thật yêu sâu, những ân tình thương, tay cho tay nhau hẹn hay mãi sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Sao, bảy. Anh em thấy bốn thước thiết bị này đều là đồng bộ của một thương hiệu đó là Acoustic anh em nhá. Thì với những cái bộ cấu hình mà đồng bộ như này thì nó sẽ khai thác được tối đa về cái chất âm của cái bộ cấu hình anh em nhá, từ vang, micro tới đẩy công suất. Quản lý nguồn thì tất nhiên rồi, nó sẽ có lọc nguồn, có automat, có dele bảo vệ đầy đủ cho anh em luôn. Một trong những chức năng rất là cần thiết trên một chiếc quản lý nguồn thì cái con P9 này nó có đầy đủ hết cho anh em luôn. Và ok, lại gần cái bộ cơ hình anh em nhé. Lại gần cái bộ cơ hình này để cho anh em có thể thấy được rõ hơn về những cái thiết bị trong cái bộ cơ hình này. Ok chưa? Đầu tiên là mic BS700. Tay mic của nó đây anh em nhé, cầm nắm nó rất là đầm chắc luôn. BS700 này thì giá hiện tại là 2.200.000 đồng trên một bộ anh em nhé. Một trong những bộ mic mà cái mức giá của nó hợp lý và cái chất âm nó mang lại cho anh em thì quá là ok luôn anh em nhé. BS700. Với những bộ BS700 này thường thì em lắp những phòng tầm khoảng 25 triệu đổ lại thì em hay sử dụng cái mic BS700 này. Nó rất là hợp lý trong cái mức giá của nó. Ok chưa? Và tiếp theo là con vang lưới Acoustic T10 Flute. Con này như em nói rồi, có chỉnh súp mặt đằng trước luôn anh em nhé. Và đầy đủ delay left right, repeat, reverb, reverb volume, LPF của reverb, bass check của phần effect và dưới thì là music và mic đều có bass mid check hết cho anh em thôi. Và anh em chỉnh những thông số thì nó sẽ, những thông số bên phải này thì nó sẽ hiển thị hết trên màn hình này. Anh em nhé, hiển thị hết trên, kể cả vặn to nhỏ, volume to nhỏ có hết, ok chưa? Input thì con này có rất nhiều cổng, hai cổng AUX bằng AV. Có cổng Bluetooth này, có optical này, có cổng đồng trục và có khiển anh em nhé. Ok chưa? Quá hợp lý cho anh em chơi rồi. Đấy. Quá hợp lý cho anh em luôn. Ok chưa? Con vang này thì giá hiện tại là 2.400.000 đồng anh em nhé, 2.400.000 đồng. Và một chiếc quản lý nguồn P9 em đã nói rồi, có lọc nguồn, có automat, có dơ le đầy đủ cho anh em, 1.700.000 đồng. Và tiếp theo là con đẩy lưới Acoustic D2.13. Con này thì 1.300W trong một kênh. Anh em đánh full 40 hay full 30 trong karaoke gia đình thì cực kỳ hợp lý. Nó khỏe, khai thác hết được tối đa chất âm của những cặp loa anh em nhá. Nó có thể khai thác được tối đa luôn. Nó rất là khỏe, mạch class D thì nó rất là ngắn gọn. Và nó sử dụng đó là nguồn biến áp xuyến anh em nhá. Nó sử dụng nguồn biến áp xuyến chứ không phải là sử dụng nguồn xung đâu. Nên là nó rất là bền,
đấy, anh em thoải mái. Class D thì tiếng nó rất hay rồi. Với tổng dàn này 4 thiết bị anh em nhá, với 13.300.000 đồng thôi, từ chất âm, chất nhạc của nó đều là rất là hay, đã thử trực tiếp cho anh em nghe rồi. Thì anh em có nhu cầu mua hàng thì anh nhớ liên hệ bên em qua số điện bên góc dưới màn hình anh em nhé. Nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông xem các video mới nhất. Ok, chào tất cả anh em và hẹn anh em các clip lần sau ạ.